viết lại biểu thức 4 nhân và sau đó trong dấu ngoặc đơn chúng ta có 8 cộng với 3, sử dụng quy luật phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Sau đó rút gọn biểu thức. Vậy hãy thử giải hoặc tính toán giá trị của biểu thức. Sau đó chúng ta sẽ nói một chút về quy luật phân phối của phép nhân đối với phép cộng, thường chỉ gọi là quy luật phân phối. Vậy chúng ta có 4 nhân 8 cộng 3. Bây giờ có hai cách để làm bài toán này. Thông thường khi bạn có dấu ngoặc, ưu tiên của bạn là để mình tính toán những gì trong ngoặc trước và sau đó quan tâm về bên ngoài của dấu ngoặc. Và chúng ta có thể làm nó khá dễ dàng ở đây. Chúng ta có thể tính giá trị 8 cộng 3 là gì? 8 cộng 3 là 11. Vì vậy nếu chúng ta làm để mình làm nó theo hướng này, và nếu chúng ta tính, chúng ta được 4 nhân. Và trong ngoặc của chúng ta có 11. 8 cộng 3 là 11. Và sau đó cái này sẽ bằng, vậy 4 lần 11 là 44. Vì vậy bạn có thể tính toán nó theo cách này. Nhưng họ muốn chúng ta sử dụng quy luật phân phối của phép nhân. Chúng ta đã không sử dụng quy luật phân phối lúc nãy. Chúng ta chỉ tính giá trị biểu thức thôi. Chúng ta đã tính trong dấu ngoặc đơn trước, sau đó nhân với 4. Trong quy luật phân phối, chúng ta nhân với 4 trước. Và nó được gọi là quy luật phân phối bởi vì bạn phân phối 4. Và chúng ta sẽ suy nghĩ điều này có nghĩa là gì? Vậy trong quy luật phân phối, điều này sẽ trở thành, nó sẽ trở thành 4 x 8 cộng 4 x 3. Và chúng ta sẽ phải suy nghĩ về việc tại sao nó lại như vậy trong chốc lát. Vì vậy đây sẽ là 4 x 8 cộng 4 x 3. Rất nhiều người thấy trực giác chỉ nhân 4 x 8, nhưng không, bạn cần phải phân phối 4. Bạn cần phải nhân 8 và nhân 3. Nói ngay đây, đây là tính chất phân phối mà chúng ta đang thực hiện đây. Tính chất phân phối đang được thực hiện. Và sau đó khi bạn tính toán nó, và mình sẽ chỉ cho bạn thêm một cách trực quan tại sao chúng ta có thực hiện nó như vậy. Nhưng sau khi bạn tính toán nó 4 lần 8, mình sẽ viết nó bằng mẫu khác. 4 lần 8 là 32. Và sau đó chúng ta có 32 cộng 4 x 3. 4 lần 3 là 12. Và 32 cộng 12 bằng 44. Nó cũng bằng 44. Vì bạn có cùng kết quả trong hai cách. Nhưng khi họ muốn chúng ta sử dụng quy luật phân phối, bạn sẽ phân phối 4 trước. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về việc tại sao nó thực hiện được như vậy. Chúng ta hãy hình dung 8 cộng 3 là bao nhiêu. Hãy để mình vẽ 8 cái gì đó. Vậy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, phải không? Và sau đó chúng ta sẽ thêm vào 3 của một cái gì đó. Của có lẽ cùng một thứ. 1, 2, 3. Vì vậy bạn có thể tưởng tượng đây là những gì chúng ta có bên trong dấu ngoặc. Chúng ta có 8 vòng tròn cộng với 3 vòng tròn. Bây giờ khi chúng ta đang nhân toàn bộ cái này, toàn bộ cái này nhân với 4, điều này có nghĩa là gì? Vâng, đó có nghĩa là chúng ta chỉ cộng thêm nó 4 lần để mình sao chép và dán. Sao chép và dán. Để mình sao chép và sau đó dán. Được rồi, đó là 2. Đó là 1, 2, 3. Và sau đó chúng ta có 4. Chúng ta sẽ cộng tất cả chúng lại cùng nhau. Vậy đây có nghĩa là gì? 4 lần, phải không? Hãy để mình quay trở lại công cụ vẽ. Chúng ta có nó 1, 2, 3, 4. Lần biểu thức này đó là 8 cộng với 3. Bây giờ đây là cái gì ở đây?
Nếu bạn đã đếm tất cả những cái này, bạn sẽ có 44. Vậy đây là cái gì? Vâng, đó là 8 cộng với chính bản thân nó 4 lần. Bạn có thể tưởng tượng bạn cộng tất cả những thứ này. Vậy 8 cộng với bản thân nó 4 lần là bao nhiêu? Đó là 4 lần 8. Vì vậy, đây là 4 lần 8. Ngay đây với màu cam, chúng ta có 1, 2, 3, 4 lần. Vâng, mỗi lần chúng ta có 3, vậy nó là 4 lần 3 ngay chỗ này. Cái này ở đây là 4 nhân 3. Và bạn có thể thấy tại sao tính chất phân phối lại thực hiện được như vậy. Nếu bạn thực hiện 4 nhân 8 cộng với 3, bạn phải nhân. Khi bạn mình đoán có thể tưởng tượng lặp lại điều đó 4 lần, cả 8 và 3 được lặp lại 4 lần. Hoặc nó được cộng vào bản thân nó 4 lần, và đó là lý do tại sao chúng ta phân phối cho 4.